Bây giờ quay trở lại cánh hoa với cái trường hợp mà một cái người trong ban nhạc mà đứng lên trước mặt mọi người mà đem theo cả cái cảm xúc cá nhân, anh đang thất tình, anh bị vợ mắng, anh bị mẹ mắng thì đó, anh đến trước hội thánh, anh đứng đấy và anh đem cái mặt dài thường thuật đấy thì không được, công ty là người ta đuổi làm ngay lập tức. Đó. Không được phép anh đem những cái cá nhân đến cái chỗ tập thể. Những người khác là không có cái trách nhiệm phải gánh cái cảm xúc tiêu cực của anh. Cho nên đấy cũng là cái dấu hiệu của cái người chưa trưởng thành. Cái tôi cá nhân nó quá lớn là đến là cứ muốn là cho mọi người biết về cái con người của mình, cái suy nghĩ của mình, cái cảm xúc của mình. Thế đi. Cái vấn đề này mình sẽ nói lại là nếu mà trong tư cách thành viên nhé, cái cách này nó có thể hơi khác so với cách của Julie một chút xíu, anh chị em có thể tham khảo. Và mỗi người sẽ có một cách thức khác nhau. Đó là sau giờ nhóm mình có thể hẹn riêng hoặc là nhắn tin riêng hoặc là sau cái buổi đó ngày hôm sau thì mình mời đi uống cà phê vui vẻ, sau đó rồi mình bắt đầu mình mới đề cập và anh ơi hôm qua anh đi thờ phượng mà tôi nhìn thấy gương mặt của anh rất là buồn, không có một chút cái sự sống nào cả, và mấy người ngồi bên cạnh tôi cũng cảm nhận và nói một điều tương tự. Thế như vậy là khi mình nói là đưa một số người khác ở trong trong hội thánh vào cùng nói điều tương tự thì cái vấn đề nó lại càng trở nên rõ ràng hơn, là cái cảm nhận đấy nó không còn mang tính cá nhân nữa rồi, mà cái cảm nhận đấy nó là sự, đấy là những gì tôi quan sát thấy nhá, đó là những gì tôi quan sát đấy. Thế nên nếu như mà mình nói rằng là anh ơi hôm qua đến hội thánh mà tôi thấy mặt anh buồn quá thì người kia sẽ bảo không tôi có gì buồn đâu, tôi bình thường là như thế mà, tôi là người không có thể hiện cái cảm xúc gì cả, người đó có thể khước từ ngay. Thì đấy là cái cảm nhận của mình. Thế thì mình sẽ nói rằng là tôi cảm nhận rằng anh dường như là có một cái vấn đề gì đó nó không được vui ngày hôm qua, không biết là anh có chuyện gì hay không. Thế thì cái mình cảm nhận thì mình phải nói là cảm nhận chứ mình không khẳng định là hôm qua anh có cái gì đó không vui mà tôi thấy mặt anh dài lắm mà trước mặt hội thánh. Thế thì cái đấy là mình đã đang khẳng định rồi. Có thể cái cảm nhận mình đúng và cũng có thể cái cảm nhận mình sai. Cũng có thể là anh ấy có vấn đề mà cũng có thể anh chẳng có vấn đề gì cả mà chỉ đơn giản là cái kiểu của anh như vậy thôi. Thế thì khi mà mình đứng trên phương diện cá nhân để đánh giá một cái thái độ hoặc là một cái hành động của người khác mà chưa có cơ sở, chưa có bằng chứng thì mình chỉ nói trên phương diện cá nhân là tôi cảm nhận rằng, tôi suy nghĩ rằng đó. À, tôi cảm nhận rằng hôm qua gương mặt của anh có cái gì đó không vui. À. Và điều đó nó làm cho những người trong hội thánh, một số người trong hội thánh, mình không nói là tất cả hội thánh, bởi vì mình đâu có hỏi tất cả mọi người trong hội thánh đâu, mà mình nói rằng là tất cả mọi người trong hội thánh. Chỉ là cá nhân mình và mình hỏi thêm một vài người nữa ngồi bên cạnh thì mình nói tôi và một vài người ngồi bên cạnh tôi cảm thấy có một cái gì đó nó không tạo được cái không khí vui vẻ hoặc là phấn chấn giống như các cái buổi khác anh đứng ở trên sân khấu. Tức là hoàn toàn nói trên phương diện cá nhân chứ không nói trên phương diện kết luận. Thì người đó sẽ vào sẽ một là người đó sẽ từ chối, hai là người đó sẽ thừa nhận. Và vâng, tôi mới bị vợ mắng hôm đấy xong. Mà vợ mắng những cái nó không đâu vào đâu cả. Cho đó mình chia sẻ. What I want là điều tôi muốn. Cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là khi đứng trước hội thánh thì từng cái hành vi với cái thái độ của mình nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới những cái người ngồi ở phía bên dưới. Thì tôi nếu là tôi thì tôi cũng sẽ cố gắng để kiểm soát cái cảm xúc tiêu cực của mình để phục vụ Chúa một cách tốt nhất và phục vụ anh em một cách tốt nhất.
hoặc là mình có thể nói thêm là what I will do này, what I have done này. Nếu mà lần tới mà có những cái chuyện tương tự như vậy nó xảy ra đấy, mà anh có thể nhắn tin cho tôi thì tôi sẽ cầu nguyện cho anh để xin Chúa ngài cũng giúp đỡ cho anh để có thể vượt qua được những cái điều không vui như vậy, có được hay không? Đấy thì đấy là một trong cách gợi ý để chúng ta diễn đạt cái suy nghĩ. Còn nếu không thì đôi khi nhiều người trong hội thánh là mình cứ thấy ai mà có cái biểu cảm nào đó hoặc là có cái hành vi nào đó mà nó đi vượt ra ngoài cái sự mong đợi của mình là ngay lập tức là mình nói trong cái trạng thái tiêu cực này. Này, trong nay hôm nay không biết là có bị vợ mắng hay là bị mẹ mắng hay sao mà mặt như thần sầu thế hả? Cháu là người ta sẽ không muốn tiếp nhận. Nó mất công mất thời gian chút nhưng cái hiệu quả của nó sẽ cao hơn. Rồi bây giờ mình sang một cái tình huống khác nhé. Là một người trong ban nhạc đang đánh đàn, sau đó thì bực bội với một cái thành viên khác, anh đàn đàn đệm đi, guitar đệm đi, bực bội với anh đàn bát vì bật cái âm thanh quá to, nói không nghe, áp hết tiếng của các nhạc cụ khác, thế là anh ấy bực, anh ấy bỏ luôn, anh không đánh nữa, anh ấy xuống dưới anh ngồi. Như thế thì mình sẽ xử lý vấn đề là như thế nào? Rồi ai có thể xung phong để trình bày được không ạ? Mạng nó hơi yếu, mục sư có thể nói lại xíu chỗ đó được không mục sư? Đây là một người chơi guitar đệm ở trong ban nhạc. Nhưng mà trong đang giờ đánh thờ phượng cả ban nhạc như vậy ấy, thì cái anh guitar bass ấy đánh to quá, át hết tiếng của các âm thanh khác, họ không nghe được. Và cái anh kia anh ấy kêu anh ấy chỉnh nhỏ lại nhưng mà cái anh bass không chịu. Tức là anh ấy bực quá, rồi anh guitar đệm bỏ luôn đánh, không đánh nữa và xuống dưới ngồi. Thì trong trường hợp đó mình sẽ phản hồi như thế nào? Mình sẽ trình bày suy nghĩ ý kiến của mình như thế nào? Trong vai trò thành viên thôi, chứ chưa nói trong vai trò lãnh đạo. Con xin phép được con xin phép chia sẻ. Dạ, xin mời. Dạ vâng. Xin lỗi nhưng mà điều tôi nhìn thấy hôm nay bạn làm như thế là không được gây dựng cho lắm, và điều tôi nghĩ rằng chúng ta là những người phục vụ Chúa, đặc biệt là người phục vụ trong lĩnh vực ngợi khen, thì tôi nghĩ rằng bạn cần có những hành động khôn ngoan hơn, và điều tôi cảm thấy rằng điều đó không những tôi và cả dân sự không được khích lệ, cũng không được gây dựng và khiến cho chúng ta bị ảnh hưởng trong buổi thờ phượng. Và điều tôi muốn rằng bạn cần nên điều chế lại cái cảm xúc của mình cá nhân, cũng như là những hành động, những suy nghĩ, việc làm của mình. Và không biết là tôi có thể cầu nguyện giúp cho bạn, hay là tôi có thể chia sẻ, cũng như là tôi có thể bạn có những tâm sự gì muốn có thể muốn nói chuyện với tôi thì tôi có thể giúp đỡ bạn. À, xin cảm ơn. Những cái cách nói như là việc làm nó thiếu khôn ngoan này, chưa được này, nóng vội này, gì nữa nhỉ? Chưa được gây dựng ạ, khích lệ ạ. Gì nữa,
Chúng ta nên bạn nên kiểu là tiết chế lại cảm xúc của mình ạ. Ok, cảm ơn. Chúng ta nhìn vào cách diễn đạt ở đây. Thì trong cái cách diễn đạt này á, nó nói lên được cái suy nghĩ của người nói. Nhưng nó lại gặp một số cái vấn đề làm cho người nghe sẽ cảm thấy là đang bị tấn công. Khi chúng ta sử dụng những ngôi đại từ nhân xưng như là anh làm, bạn làm, bạn nên, thì người ta cũng sẽ có thể chống đối lại là anh có ở trong vị trí tôi đâu mà anh biết nên làm như thế nào. Hoặc là có thể nói rằng nếu anh ở trong, nếu bạn ở trong vị trí tôi thì bạn cũng sẽ cư xử như vậy, tôi chịu không được. Thế thì cái lời khuyên đó là không nên sử dụng đại từ nhân xưng anh, mà chuyển đại từ nhân xưng, chuyển cái đại từ nhân xưng vào vào phía mình đi, sẽ là gì? Sẽ làm thế nào? Cũng cái câu là ý của nó là cái việc anh làm như vậy là không ngon, không khôn ngoan, nhưng mình không sử dụng cái cách nói như vậy mà sử dụng cái cách nói không có mang ý tấn công, mà người ta không cảm thấy là mình đang tấn công họ. Chúng ta nghĩ thế nào về câu nói tôi cảm thấy anh làm như vậy là không khôn ngoan, rồi cái câu nói thứ hai là tôi không cảm thấy việc làm như vậy là khôn ngoan, rồi hai câu này nó có khác nhau ở cái gì so với cái câu đầu? Con nghĩ là sẽ nhẹ nhàng hơn ạ. Nhẹ nhàng hơn là cái gì? Tại sao nó lại nhẹ nhàng hơn? Ví dụ như cái câu là tôi cảm thấy việc làm như vậy thì cái câu kia là mình giống như mình đang nói trên chính cái người đấy, cái, còn tính cách của người đấy. Còn cái kia là nói về việc làm đấy. Thì nó sẽ Khi mà nhẹ mình chuyển cái đại từ sang cái ngôi tôi đấy là nó đã khác chưa? rồi ạ. Anh làm việc đấy là không khôn ngoan với tôi cảm thấy. Thì thứ nhất là cái việc làm của anh tác động trên cảm xúc của tôi. Và đương nhiên nó có thể tác động trên cảm xúc của những người khác nữa. Nhưng mà cái câu thứ hai này còn bỏ hẳn đi cái từ anh ở đây nữa cơ. Bởi vì khi mà nói đến anh thì người ta có cái cảm giác như người ta đang bị tấn công. Thì tôi không tấn công vào con người của anh mà tôi đang xác nhận cái việc làm, cái hành vi của anh. Thì nó lại quay trở lại cái cánh hoa. Tôi hướng dẫn cho anh chị em đó là khi trình bày vấn đề và khi phản hồi là mình nói cụ thể về vấn đề chứ mình không nói chung chung về con người đó. Issue. Thế thì ở đây mình sẽ đổi là từ là anh làm như vậy là thiếu khôn ngoan. Bản thân cái từ thiếu khôn ngoan cũng đã là mang tính tiêu cực rồi.
Thế thì mình bỏ luôn cái cảm xúc mà tạo ra cho người ta một cái cảm giác có tính phán xét này đi, bằng cách nào vẫn còn cách khác đấy, bỏ hẳn tự chiếu, tự 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 chiếu khôn ngoan đi. Bởi vì khi cái câu nói như này là không phải là câu nói trung tính rồi. Câu nói trung tính là không bao hàm cảm xúc tích cực và tiêu cực của người nói trong đó. Nó hoàn toàn để cho cái người người nghe được quyền trình bày những cái cảm nhận, những cái suy nghĩ của họ. Còn tiêu cực hoặc là tích cực thì đều là không trung tính trong đó. Bây giờ chúng ta sửa lại như nào? Dạ, em sẽ sửa lại là tôi cảm thấy cái hành động đó không không tốt. Không tốt mà không khôn ngoan thì thì giống nhau rồi. Đó là chưa đúng à. Chưa Chưa. đúng thì cũng như như nhau rồi, cũng là bao gồm cái cảm xúc cá nhân, cái suy nghĩ cá nhân của mình ở trong đấy rồi. Bỏ hẳn cái cảm xúc cá nhân đi cơ mà, cái suy nghĩ của cá nhân của người nói đi. Thế thì là tôi cảm thấy cái việc làm đó của anh nó không hay lắm. Hay lắm thì cũng như nhau thôi. Dạ. Xin mời người khác. Dạ, chào chị góp ý một chút xíu chỗ này. Ví dụ như là khi mà anh này ảnh đã có một cái hành vi mà anh không kiểm soát được rồi á, thì nó ảnh hưởng đến cái đang trong cái giờ nhóm. Ở đây thì một sư nói là giống như đang trong cái giờ ngợi khen mà trong cái vấn đề đàn thì không có hợp tác với nhau để ăn ý với nhau á, thì gây cho cái anh này có cái tâm trạng là bực mình, thì ảnh bỏ đi. Thì cái này nó rơi vào trong cái vấn đề giống như là của Phaolô, có nghĩa là cái này nó ảnh hưởng đến công việc chung, công việc hội thánh chứ không phải là cá nhân của ảnh. Nếu mà cá nhân á, thì mình sẽ không có dán nhãn cho ảnh được, vì mình không biết là đối với cái việc này, nhưng mà đối với các tình huống khác thì ảnh như thế nào mình không nắm chung chung, không không có là chỉ định định tội cho anh là một cái con người như thế. Nhưng mà bây giờ thì nó làm ảnh hưởng đến công việc đang thờ phượng Chúa, thì khi mà ảnh bỏ đi rồi thì tất nhiên là nó ảnh hưởng đến cái giờ đang cái giờ sinh hoạt, đang cái giờ của hội thánh đang đang nhóm. Thì cái này thì chị nghĩ rằng cũng thẳng thắn mà góp ý, nhưng mà với dùng dùng cái lời để mà góp ý thì chị sẽ nói là hôm nay thì tôi thấy rằng cái tâm trạng của tôi biết là tâm trạng của anh thì của bạn là anh gì cũng được là không 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 là bực mình, nhưng mà tôi góp ý rằng nếu mà sau này nếu mà rơi vào trong cái hoàn cảnh cái điều như vậy nữa thì mình cố gắng là kiểm soát cái hành vi của mình, cố gắng để cho hết cái buổi nhóm xong rồi thì bắt đầu mình ngồi lại với nhau, và mình sẽ tại vì trong cái băng nhạc thì sẽ có những cái giờ tập trung, tập nhạc chung, tập hát chung, thì mình sẽ góp ý với nhau để lần sau nó sẽ tốt hơn, và có thể là mình sẽ giúp đỡ cho người bạn đó là cầu nguyện để tiết độ lại cái bản thân của mình, và biết những cái con người mình thì luôn luôn cái có cái cảm xúc và cái cửa sổ hành vi của mình á, thì một là kiểm soát được, hai là không kiểm soát được. Mà nếu mình không kiểm soát được cái hành vi của mình thì rất là dễ mình đi làm quyết định một cái việc sai trật đó, là ảnh hưởng đến công việc của hội thánh. Mà nếu mình tiết chế và mình kiểm soát cái hành vi đó được thì mình cố gắng mình nhịn và mình hoàn thành cái công việc đó xong rồi thì nói sao thì nó sẽ vẫn là tốt hơn. Dạ, xin hãy. Nè, cảm ơn. Nói cái điều đó là đúng rồi, đương nhiên mình phải nói thẳng, nhưng cái của chị là chưa áp dụng được cái bài học mà thầy giáo dạy đây này. Chị chỉ nói về cái cánh hoa cuối cùng là điều tôi sẽ làm này, điều tôi muốn, điều tôi sẽ làm.
nhưng của mình đang đi từng bước, mình bắt đầu đi từ cái nhụy hoa này là vấn đề này, từ cái vấn đề rồi đến những điều tôi nghe thấy, những điều tôi nghĩ, tôi cảm thấy, xong bắt đầu những điều tôi muốn và những điều tôi sẽ làm. Nó hơi mất thời gian một chút nhưng nó rất là hiệu quả. Đây không có nghĩa là chúng ta nói không nói thẳng vào vấn đề đâu, mình đang giải quyết vấn đề mà. Nhưng cái cách diễn đạt ngôn từ của mình nó rất là quan trọng, nó sẽ tạo lên cái cảm xúc cho người nghe tiêu cực hoặc tích cực. Nếu nói là anh làm như vậy là thiếu khôn ngoan, thì bây giờ mình chuyển sang là tôi cảm thấy anh làm như vậy là thiếu khôn ngoan. Nó thêm cái chữ tôi cảm thấy, tôi nhận thấy á, là nó đã giảm đi rất là nhiều và tác dụng của đã tốt hơn rất là nhiều. Rồi đổi cái ngôi nhân xưng sang ngôi tôi này, và thứ hai là từ anh sang công việc, bởi vì tôi đang giải quyết công việc của anh chứ tôi không phải là đang tấn công anh. Thì tôi cảm thấy việc làm như vậy là thiếu khôn ngoan, thì nó đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhưng vẫn còn có cách nhẹ hơn nữa, đó là cách nào? Mà không bao hàm cái cảm xúc của người nói ở trong đây. Đó là biến ra thành Thưa mục sư, mình có thể xác định cái việc làm đấy chứ không phải nói, tức là cái dùng cái câu thứ hai là cái việc làm đó, thì bây giờ cái việc làm đó thì nó không thuộc về cảm xúc nữa, thì có thể cái việc làm ấy là không hợp lý, hoặc cái việc làm ấy là chưa đúng, chứ nó không phải là đánh giá, dùng những ngôn từ đánh giá về con người mà đánh giá về 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 việc, tức là về gọi thì là đây nó là chính là câu thứ chẳng hai hạn. đây. Câu thứ hai là đánh giá công việc chứ không đánh giá con người đây này. Nhưng mà vẫn còn những cách khác nữa, còn nhẹ hơn nữa. Câu thứ nhất là tôi cảm thấy này. Tôi cảm thấy, tôi không cảm thấy. Rồi, chúng ta suy ngẫm câu này nhé. Anh có cảm thấy việc làm như vậy là thiếu khôn ngoan không, hoặc là không đúng đắn không, tùy từng cái sự kiện. Thay vì nói rằng là tôi cảm thấy việc làm như vậy là không khôn ngoan, thì đặt lại câu hỏi cho người đó là anh có cảm thấy cái việc làm như vậy là thiếu khôn ngoan không, nó khác nhau ở cái gì so với hai câu đầu? Cái câu đầu tiên ấy thì là nói lên cái cảm xúc của mình. Còn câu thứ hai là tôi cảm thấy việc anh làm như vậy ấy, là tôi không cảm thấy Nói về việc cảm xúc, nói về cảm xúc. không nói về cảm xúc. Nhưng mà cái câu nói thứ hai, thứ ba đấy là để cho cái người đó tự đoán, tự tự xác định. Tức là tự cái xác định cái hành động của mình. Câu thứ nhất đây nhá, tôi sẽ đánh số này. Câu thứ nhất này, Thì là mình chia sẻ với cái cảm xúc mình cảm nhận, cái cảm nhận đối với cái hành động đó. Cái câu thứ nhất ấy là nói về cái cảm xúc của mình, cái cảm nhận của mình về người đó. Câu thứ hai thì nói về cái cảm xúc, cái cảm nhận của mình về cái việc làm của người đó. Còn cái câu thứ ba ấy thì để cho người đó tự xác định về cái hành động của họ. như vậy trong ba câu này đó, thì câu nào là ưu việt hơn? Em thấy câu số 3. Tại sao nó lại ưu việt hơn? Bởi vì nếu như để cho người ta xác định được cái hành động của mình ấy, thì thứ nhất là họ sẽ khi họ nhận khi khi mà họ làm sai thì trong lòng họ đã cảm thấy nó vì cái lương tâm Chúa đặt để trong họ, cho nên họ cũng nhận biết có cái điều gì gì đó lấn cấn là sai. Nếu như mà mình áp đặt đấy thì sẽ làm cho người ta có cảm giác muốn phản kháng. Nhưng nếu như mà người ta nhận định được cái vấn đề đấy và có người đang thông cảm và chờ đợi,
thì họ sẽ là cái người sẽ tự điều chỉnh cảm xúc của mình ạ. Những cái gì mà thường người ta tự nhận thấy thì người ta khả năng thay đổi cao hơn là những việc mà người khác bảo người ta làm. Bởi vì cái tôi cá nhân của con người rất cao, khi mà ai đó bảo mình sai thì mặc dù mình sai mình cũng không muốn nghe. Hoặc là có những việc mình biết là cần phải làm nhưng ai bảo mình là phải làm cái này là cái tôi cá nhân của mình là mình cũng không muốn. Nhưng mà khi tự mình nhận thấy được thì mình sẽ có một cái tính chủ động cao hơn trong việc đáp ứng. Hãy suy nghĩ điều này. Còn cách nào khác còn tốt hơn cả cái cách số 3 nữa không? Chúng ta suy nghĩ đi. Là áp dụng lời nói hay là một cách giải quyết khác ạ? Đang nói là sử dụng lời nói này này, sử dụng lời nói dựa trên cái ý chính ban đầu là làm như vậy chứ khôn ngoan này này. Nhưng mình diễn đạt trong cái cách thức khác thôi, mà nó vẫn bao hàm cái ý như vậy. Cái ý là thiếu khôn ngoan nhưng không dùng cách nói là thiếu khôn ngoan. Ra nhớ lại bài học về các câu hỏi đấy. Dạ, xin mời. Con xin chia sẻ. Anh cảm thấy việc làm vừa rồi của mình như thế nào ạ? Rồi, cái câu số 3 nó khác gì so với câu số 4 khác gì với câu số 3? Cái câu số 3 ấy, thì là vẫn còn có một cái mình giống mình xác định được là hỏi có thiếu sự khôn ngoan hay không. Nhưng mà cái câu số 4 ấy, thì là để cho người ta hoàn toàn tự do đánh giá cái hành động đó của người ta. Có ai có ý kiến gì khác không ạ? À, theo như cái bài trước ấy thì cái câu thứ ba này nó mang tính chất là cái câu hỏi, là câu hỏi về cảm xúc ấy. Còn cái câu thứ tư thì nó có vẻ nó mang tính chất câu hỏi trung lập hơn mục sư. À, theo Julie là như vậy. Dạ. Câu hỏi số 3 là câu hỏi không thuần khiết. Không thuần khiết thì nó bao gồm cái cảm xúc của người nói ở trong đó là thiếu khôn ngoan. Cái câu thuần khiết là không bao hàm cảm xúc tích cực hoặc tiêu cực của người nói ở trong đó, để cho người nghe hoàn toàn tự xác định và tự diễn đạt cái cảm xúc và suy nghĩ của họ. Bởi vì khi mình nói rằng là thiếu khôn ngoan thì nó sẽ dẫn đến một cái trường hợp là người ta bảo nói rằng là tôi không nghĩ đó là thiếu khôn ngoan. Bởi vì tôi đã trong một cái buổi như vậy mà tôi không nghe được tiếng của tôi đấy. Thì tôi sẽ đánh lộn xộn hết cả lên. Mà tôi đánh lộn xộn lên là hỏng cả ban nhạc. Thế thôi tốt hơn hết là tôi đi xuống dưới để cho anh ấy đánh solo đi. Để cho nó không có bị hỏng ban nhạc. Thì chúng ta thấy cái câu trả lời của người ta nó sẽ hoàn toàn ngược lại với cái suy nghĩ của mình chưa? Suy nghĩ của mình thì lại trong chiều hướng tiêu cực là anh ấy đang giận dữ cái anh kia. Anh không không vì không nghe lời, vì át hết tiếng của anh ấy cho nên anh ấy bỏ xuống. Nhưng suy nghĩ của anh lại trong chiều hướng tích cực. Anh lại bảo rằng không, tôi không nghĩ như vậy. Mặc dù là tôi cũng không vui nhưng mà cách đấy là cách giải quyết tốt nhất trong trường hợp đó. Bởi vì nếu mà tôi không có xuống ấy, thì là tôi sẽ đánh lộn xộn hết cả lên. Không thể nào mà nghe được như thế thì là nó hỏng hết cả ban nhạc, thì tốt hơn hết là tôi đi xuống thì đấy mới là khôn ngoan chứ. Sao anh lại nói là thiếu khôn ngoan? Chúng ta đã nhìn thấy vấn đề chưa? Cho nên thường thường chúng ta bị chủ quan ở cái là
những cái suy nghĩ của mình thì mình cho nó là đúng thì nó rất dễ, mà nó lại thiếu cơ sở để chứng minh thì rất dễ rơi vào cái vấn đề đấy là cách nói của mình nó mang tính tuyệt đối, là thiếu cơ sở, thiếu bằng chứng thì đã dẫn đến cái tội phán xét. Thì cái người nghe người ta sẽ cảm thấy có cái gì đó nó không vui, người ta cảm thấy là hơi chụp mũ về mặt cảm xúc. Dựa trên cái hành vi đấy mà anh đưa ra cái lời phán xét mang tính tiêu cực, trong khi đó người ta đang cố gắng để giải quyết vấn đề trong một cách tốt nhất. Chúng ta đã thấy cái giới hạn của mình trong việc giao tiếp chưa? Thế bây giờ chúng ta xử lý cái câu thứ hai. Bạn nên tiết chế lại cảm xúc của mình. Chúng ta nên xử lý cái câu này như thế nào? Câu này cái vấn đề của nó ở đâu? Tôi đã phân tích từ câu số 1. Như vậy câu số 2 ở đây đó là anh nên này, bạn làm này. Như vậy đại từ nhân xưng nó có vấn đề này. Tiết chế cũng là vấn đề. Tiết chế lại cảm xúc thì đây cũng là vấn đề tiêu cực này. Có nghĩa là anh có gì đó sai thì anh mới cần phải tiết chế. Chứ còn anh không sai thì anh đâu cần phải tiết chế. Vậy chúng ta sửa lại như thế nào? Đã, xin mời anh chị em bật micro lên. Theo con nghĩ thì mình nên chuyển mấy cái câu mệnh lệnh thành những cái câu đề nghị ạ. Hoặc là những mình không khẳng định mà mình sẽ chuyển ra cái câu, ví dụ chúng ta đề xuất bạn có nghĩ là mình nên tiết chế lại cảm xúc của mình không? Gì nữa ạ? Rồi, xin mời anh chị em cứ tự nhiên bật micro lên. Rồi, chúng ta không sợ sai nào anh chị em. Rồi khi chúng ta có một cái lời khuyên là nên á, thì nó lại gặp một cái vấn đề rất là lớn. Đó là người ta sẽ nói rằng là anh không ở trong hoàn cảnh của tôi làm sao anh biết được nên làm cái gì. Cho nên hạn chế tối đa cái việc đưa ra lời khuyên ở trong giao tiếp. Hạn chế tối đa cái việc đưa ra lời khuyên.
mà biến cái lời khuyên thành cách nói khác để cho người đó tự thấy rằng cái việc họ nên làm, giúp họ nhận diện ra cái việc họ nên làm và từ đó thúc đẩy họ để làm cái việc họ nên làm. Còn khi mình đưa ra một cái danh sách những điều họ cần làm thì có thể là cái bản ngã cá nhân của họ nó sẽ chống lại. Bởi vì người ta nói anh không ở trong hoàn cảnh tôi, anh không biết thế nào mà khuyên đâu. Biến nó thành một cái câu đề nghị cũng là một cái cách, nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với một cái câu khẳng định. Đây là một câu khẳng định, còn đây là một câu đề nghị. Cái câu khẳng định này ấy, nó cũng mang cái ý ra lệnh ngầm ở trong đó. Bạn có nghĩ mình nên tiết chế lại cảm xúc hay không? Chúng ta suy nghĩ thế nào về câu số 2? Dạ, xin mời anh chị em nào bật micro chia sẻ. Thưa mục sư, câu số 2 thì Judy chỉ sợ là khi mà mình nói là theo bạn thể hiện cái cảm xúc tiêu cực như vậy, thế tức là mô hình chung mình đã xác định ở cái cảm xúc đấy là cảm xúc tiêu cực, mà trong khi anh ấy, theo như cách giải thích của mục sư trước thì có thể theo anh thì đây là một cái cảm xúc tích cực, bởi vì anh nghĩ rằng là anh bỏ xuống thì mới là tốt. Như vậy là có thể nếu như mà theo cái cách suy nghĩ là anh bỏ xuống là tốt thì có thể mình hỏi lại là anh có nghĩ là cái việc nếu như mà anh suy nghĩ đây là một cái cảm xúc tích cực thì sẽ gây hiểu cái việc làm của anh sẽ gây mọi người hiểu nhầm là cái cảm xúc lấy trở thành một tiêu cực thì sao? Rồi bây giờ chúng ta nhìn câu số 3 trước. Câu thứ hai là theo bạn thể hiện cảm xúc tiêu cực như vậy trước hội chúng sẽ có tác động thế nào tới mọi người? So với câu số 1 thì nó có thể hiện khác đi không ạ? Nó khác ở cái là không khuyên. Vì tôi đã nói là cái lời khuyên ấy là hạn chế tối đa. Vì người ta có thể nói rằng là anh không trong hoàn cảnh tôi là mà anh biết hết để mà nên để khuyên tôi là nên làm điều gì. Thế thì nó bỏ được cái chữ khuyên. Nó giúp cho người ta tự đánh giá cái cảm xúc của người nói. Tự đánh giá cảm xúc của người nói nhé, cảm xúc của người nói đây này. Đây chính là cảm xúc người nói này. Tôi nghĩ rằng đó là cảm xúc tiêu cực, thể hiện tiêu cực. Thế thì anh có nghĩ rằng cái cảm xúc của tiêu cực
Tôi nghĩ là cảm xúc tiêu cực như vậy nó sẽ tác động tới hội chúng hay không, thì nó một phần nó kéo người ta đến cái tinh thần trách nhiệm đối với cộng đoàn này. Đó. Nhưng mà câu thứ ba thì mình bỏ cái cảm xúc cá nhân đi thì cái câu nói nó trở nên trung tính hơn, nó không còn mang cái câu mang cái tính phán xét trong đó nữa. Theo bạn thể hiện như vậy, mình không nói nó là tích cực hay tiêu cực gì, mình chỉ dùng từ như vậy thôi. Như vậy là hành vi đúng không? Cái hành vi này không được bao hàm cái cảm xúc của tôi hoặc gì ở trong đây hết. Tôi chỉ đánh giá là cái hành động là bỏ từ trên xuống dưới như vậy trong khi anh đang phục vụ đó. Đó. Là theo bạn thể hiện như vậy trước hội chúng có tác động thế nào tới mọi người, thì như vậy đã bỏ đi cái cảm xúc cá nhân, nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Rồi và cách thứ tư là anh có nghĩ việc làm đây cũng là việc làm này, không có nói nó tiêu cực gì cả mà chỉ nói là việc làm thôi. Của anh có thể gây hiểu lầm và khiến mọi người suy nghĩ tiêu cực hay không? Ok. Như vậy cái câu này với cái câu này nó khá là gần nhau nhưng nó có sự khác biệt. Thứ nhất là cái câu này đã bỏ đi cái cảm xúc cá nhân. Nhưng câu này lại vướng đi vào một cái điều này này là khiến cho mọi người suy nghĩ tiêu cực, thì cái câu hỏi này nó mang câu năng mang tính câu hỏi có định hướng rồi. Tức là anh đã định hướng cho người nghe rằng là cái hành vi đấy tạo ra một cái cảm xúc tiêu cực. Thế thì mình có thể bỏ luôn đi cái chữ tiêu cực này được không? Nó có làm cho mất ý hay không? Anh nghĩ việc làm của anh có thể làm cho mọi người hiểu lầm, bởi vì hiểu lầm với suy nghĩ tiêu cực này này là đây, mọi người ghi nhìn chữ hiểu lầm chưa? Thế để gây hiểu lầm này, suy nghĩ tiêu cực chính là cái cảm xúc của người nói chứ không phải là suy nghĩ và cảm xúc của người nghe. Thì bây giờ chúng ta bỏ hẳn đi. Anh nghĩ việc làm của anh khiến của anh có thể khiến mọi người suy nghĩ thế nào? Theo anh thì việc làm của anh có thể khiến mọi người suy nghĩ thế nào? Việc làm của anh là anh tự đánh giá này, khiến cho mọi người suy nghĩ như thế nào cũng là hoàn toàn anh tự đánh giá chứ tôi không đánh giá. Rồi chúng ta suy nghĩ cách thứ năm so với cách số 2 và số 4. Có khác nhau không ạ? Như vậy về cơ bản trong giao tiếp và xử lý vấn đề đó là để cho cái người nghe hoàn toàn được diễn đạt cả tất cả những gì họ muốn nói và họ nghĩ, không chèn vào trong câu nói của người nói bất cứ một cảm xúc tích cực hoặc tiêu cực nào ở trong đó. Đặc biệt là cảm xúc tiêu cực. Vì cảm xúc tích cực á, thì nó cũng có thể dẫn đến cái việc là đôi khi làm cho cái người nói người ta cứ nghĩ rằng là cái điều đó là họ là rất tốt, nhưng có thể thực tế nó sẽ không tốt như vậy mà nó chỉ là cảm nhận của cái người nói thôi. Còn tiêu cực thì nó còn tệ hại hơn nữa. Có ai có cái cách nào khác tốt hơn không ạ?
chuyển từ cái ý là bạn nên tiết chế lại cảm xúc của mình. Rồi sau khi người ta trả lời cái câu hỏi này thì bắt đầu mình mới nói cái câu khác. Chứ còn bắt đầu vừa vào cái là mình đã đưa ra một cái câu nói là bạn nên tiết chế lại cảm xúc của mình thì có thể là không phù hợp. Ví dụ như câu số 5 nhé. Theo anh, việc làm của anh có thể khiến mọi người suy nghĩ như thế nào? Thì người này sẽ trả lời rằng là nếu như mọi người ở trong vị trí của tôi thì mọi người cũng sẽ hành xử như tôi. Cách trả lời thứ nhất, cách trả lời thứ hai là tôi xin lỗi rằng là có thể là cái cách giải quyết của tôi tạo cho mọi người cái sự hiểu lầm rằng là tôi không có trách nhiệm. Thế thì đặt thêm một câu hỏi nữa là lần tới mà trong trường hợp đó gặp phải trường hợp tương tự như vậy, anh sẽ xử lý như thế nào cho đạt được, cho giải giải quyết vấn đề được tốt nhất. Đấy thì đấy là cái bước thứ hai, đây là cũng là câu hỏi nhé, biến tất cả nó thành câu hỏi để cho người nói được nói lên cái suy nghĩ của mình chứ không đưa ra lời khuyên. Lần tới nếu gặp trường hợp tương tự thì anh nên làm như thế nào là tốt nhất? Người đó có thể bảo là lần tới mà làm như vậy, gặp như vậy thì tôi cũng sẽ xử lý như vậy thôi. Hoặc là người đó có thể nói là nếu mà lần tới làm như vậy thì tôi sẽ nhờ sự can thiệp của mục sư. Tôi sẽ tạm để đấy và tôi chạy ra hỏi mục sư là nên nên xử lý như thế nào. Như vậy là chúng ta đã thấy rằng là cái hướng giải quyết, bởi vì vấn đề chúng ta là giải quyết vấn đề chứ không phải là giải quyết con người. Có ai có ý kiến gì không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Mình sẽ kết thúc buổi học ở đây. Xin một người sẽ cầu nguyện.